Ok, chúng ta vừa hoàn thành là image dưới dạng một cái label. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một cái widget tiếp theo là bottom. Đấy, bottom đây. Bạn có thể thấy những cái này là bottom. Đấy, bottom đấy. Đây, đây, đấy. Để cái nó cũng support để mình add tâm để nó mình tương đồng với cái chương trình của mình sau tâm năm sẽ truyền vào đây là vẫn là cái cơ sổ đấy năm năm programming năm program. Đây, tất nhiên là mình cũng phải add cái layout vào. Cái layout đơn giản là cái bạch này. Mình phải cái trước. Tạm thời mình cứ dùng bạch cái đã. Đấy, mà nó thể tại đây. Ok, thêm một số cái thuộc tính vào như background. Cho màu đỏ đi. Foreground cho màu xanh đi. Đây. Ok. Đấy, màu đỏ màu xanh chữ đấy. Đổi lại đi. Màu trắng nha. Ok. Đấy. Rồi. Tí cái này nữa. Sau này là mình sẽ dùng thôi. Này nó sẽ đây nó sẽ phun 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 chiều ngang đấy. Phun cơ sở. Ok.